Tổng thống Trump đang dẫn 6 bang trong 7 bang còn lại, khả năng thắng cử rất cao. Ngày hôm nay, ngày 3 tháng 11 giờ địa phương, cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống và quốc hội. Nhưng tại thời điểm này, vẫn chưa có ai được tuyên bố chính thức thắng cử do một số tiểu bang có hiện đang kiểm phiếu. Tuy vậy, hiện ông Trump đang dẫn ông Biden 6 trên 7 bang còn lại, mang hy vọng lớn tái đắc cử lần này cho ông. Do lâu nay một số bang tại Hoa Kỳ cho phép được kiểm phiếu muộn đối với các phiếu bầu qua thư nên kết quả cuối cùng sẽ phải mất vài ngày sau cuộc bầu cử chính thức mới được công bố. Thậm chí theo một số chuyên gia, kết quả chính thức cuối cùng có thể mất nhiều ngày. Mặc dù theo số đại cử tri, ông Trump đang kém ông Biden với số phiếu là 213 trên 238. Tuy vậy, ông Trump lại dẫn ông Biden 5 bang chiến trường quan trọng và một bang trung thành với Đảng Cộng Hòa. Ông Trump chỉ đang đứng sau ông Biden duy nhất một bang có truyền thống trung thành với Đảng Dân Chủ là Nevada. Nhà cái trên thế giới cũng đặt cửa thắng của ông Trump là 66%. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng tăng mạnh khi ông Trump có khả năng tái đắc cử cao. Tổng thống Trump hiện đang dẫn ông Biden ở 5 tiểu bang chiến trường gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina và Georgia. Ngoài ra, ông Trump cũng dẫn điểm trước cựu phó tổng thống Biden tại bang trung thành của Đảng Cộng Hòa là Alaska.